Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Vui Vui Tube Channel. Hôm nay Vui Vui Tube sẽ giới thiệu đến các bạn một con phố mà không phải ai trong chúng ta để ý, đó là đường Trần Quốc Hoàn thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Phố mang tên Trần Quốc Hoàn, ông là vị Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên ở Việt Nam và cũng là người giữ chức lâu nhất. Trần Quốc Hoàn tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh. Ông quê ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tháng 3 năm 1934, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau đó, ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Sứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đường Trần Quốc Hoàn dài 1 km, chạy theo hướng đông từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao với đường Nguyễn Phong Sắc. Sau khi băng qua đường Nguyễn Phong Sắc, con đường tiếp tục về phía đông là đường Tô Hiệu, trước đây thuộc làng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, nay thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Tháng 2 năm 2003, nó được đặt theo tên của cựu Bộ trưởng Bộ An ninh Trần Quốc Hoàn. Hiện nay trên đường Trần Quốc Hoàn có trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường công lập mầm non Dịch Vọng Hậu của quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ đường Trần Quốc Hoàn này bạn có thể đi phố Phạm Tuấn Tài hay phố Phan Văn Trường để ra chợ Nhà Xanh. Chợ sinh viên sẽ được mở cửa trở lại khi hết dịch Covid-19. Đi thẳng đường Trần Quốc Hoàn này là bạn có thể đi sang phố Tô Hiệu, nổi tiếng là phố ẩm thực của quận Cầu Giấy bởi rất nhiều cửa hàng ăn uống ở đây. Hay bạn có thể đi đường Nguyễn Phong Sắc. Tuy nhiên hiện nay dịch Covid-19 tại đây, cũng như cả Hà Nội đang rất căng thẳng nên và các hàng quán dịch vụ đang tạm thời đóng cửa nên bạn chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết nhé. Chúng ta hãy cùng chung tay để sớm đẩy lùi Covid để cuộc sống trở lại bình thường. Cảm ơn các bạn đã xem video này, các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.